Thường thì anh em chơi chiếc xe đậu, anh em cứ nghĩ rằng Rambo hoặc là Corsetto là những thương hiệu heo đỉnh nhất. Nhưng những con heo tháo trong trường đua ra thì lại đỉnh hơn. Đó, con heo này giá là khoảng 45 triệu và nó là tháo trong giải Moto3 ra, nó cũng được gọi là đồ ray luôn. Cái đặc biệt con heo này là cái vỏ ngoài nó bị led, anh em thấy ha, chỉ là hai mảnh thôi chứ không phải monolock, nhưng mà piston bên trong thì là titanium, sau đó mạ một lớp vàng. Huy sẽ gỡ cho anh em coi luôn. Đây, cái này là cái chốt ha. Đây, cho anh em coi cái bố ha. Cái bố của con heo ray thì nó như thế này đây. Đó. Rồi. Huy đã thấy được piston bên trong rồi đó, vàng rất là đẹp anh em. Và sẽ nhiều anh em thắc mắc là đối với con heo như thế này thì nó còn cái gì hay ho nữa. Khi mà kiểm soát phanh, anh em biết mà trong giải đua á, MotoGP á hay là Moto3 á,